Dạ thưa, 6 nhà dân chủ lúc diễn ra phiên tòa đó có phản ứng như thế nào thưa bà? Nói chung là họ đều nói là họ không có tội gì ạ. Như anh Túc khi tòa án đọc cái bài thơ của anh Túc, bảo là anh Túc chỉ bán chính quyền. Có cái câu là đảng xưa vì nước vì dân, đảng nay đồng lõa với quân cướp này. Thì là buộc cho anh ấy là chỉ bán chính quyền, nói xấu đảng, nói xấu chính quyền. Thế thì qua luật sư người ta cũng nói rằng do anh Túc bị mất đất, mất nhà. Mà anh Túc đã đi kiện rất nhiều nơi mà không được hồi âm. Cho nên đấy là cái chuyện bức xúc mà ngay trong báo chí của anh cũng nói là các quan tham nhũng cướp đất cướp cát của dân, thì cái chuyện đó là có, mà anh Túc thì đấy là những cái điều anh bức xúc và anh nói thôi, nhưng mà họ đều bác bỏ. Và cái bài luật pháp Việt Nam hay luật bình đẳng trị đấy thì mà anh Túc cũng nói không có một cái luật pháp gì ở Việt Nam, tôi thấy nó đúng cả thì tôi biết thôi, mà cái chuyện mà tôi đấu tranh là đấu tranh với cái sai trái chứ tôi không thể đấu tranh với cái đúng. Còn anh Sơn và anh Nghĩa thì có nói rằng là cái mô hình đa đảng là mô hình tiến bộ trên thế giới, thì vậy thì có dân chủ và học tập những cái khác biết khác để mọi người dân thực sự là cầm cái lá phiếu của mình để đi bầu, thì là chúng tôi muốn đất nước tốt đẹp lên thôi. Thế thì họ đều bác bỏ hết anh ạ. Dạ. Tinh thần của những người này thì vẫn khẳng khái lắm. Anh Quốc anh như nói nhiều, vâng. Sau đó thì họ xin giả mãn với là bệnh tình. Thì anh Quốc thì anh bị hẹp mạch vành tim rồi là thoái hóa cột sống. Dạ thưa bà, và thân nhân của những nhà dân chủ vừa bị kêu án ở tòa phúc thẩm Hải Phòng hiện phản ứng ra sao, dự tính như thế nào cho tình cảnh tù tội của người thân không thưa bà? Dạ thưa anh, chúng tôi là rất là đau khổ buồn bã vì chồng con mình là những người tử tế mà thật sự có tâm huyết với đất nước. Mà chị vợ anh tính ấy thì hôm qua chúng tôi cũng chỉ biết khóc lóc và nói thấy là chồng chúng tôi là oan sai, chẳng có một cái tội gì, chồng con chúng tôi là những người không có tội. Tôi cũng nói nếu như thế thì các người hãy xóa bỏ cái điều 69 trong hiến pháp đi, nói tự do ngôn luận, tự do báo chí, mà chồng tôi là những người viết lách, mà chồng tôi đó là cái quyền tự do ngôn luận thôi là đã bắt bớ, đã giam cầm, đã vô cổ chồng tôi vào như thế rồi. Các người rất là độc ác, mà tôi hôm qua là tôi có khóc mà tôi nói ôm lên ở sân tòa án, mà tôi đi ra dọc trục đường lấy tuột, có thật anh là tôi khổ quá vì anh nữa là anh rất là nhiều bệnh, anh bị bệnh. Anh bị bệnh khỏi hẳn mà hiện nay là anh đi tiểu tiện là anh đã mất, và trong nhà tù nóng được như thế thì anh thiếu thốn nhiều cái. Tất cả những người không phải riêng chồng tôi mà các anh ấy hôm qua ra phiên tòa là đầu bạc trắng hết anh ạ. Dạ nhân đây bà có muốn lên tiếng gì với công luận trong và ngoài nước hay không ạ? Vâng ạ, qua đây thì tôi cũng nhờ các cơ quan truyền thông nước ngoài lên tiếng để bảo vệ lĩnh vực cho những người yêu nước và những người thực sự có tâm huyết như chồng tôi và tất cả những anh em khác, để cho chính quyền Hà Nội để có những cái gì để thương yêu cái người dân của mình, chứ làm như thế này các ông ấy thật là tàn nhẫn. Ông ấy ở xa các ông có biết rằng cái nỗi khổ làm cho gia đình chúng tôi tan nát như thế này. Vợ phải lìa chồng, con phải lìa cha. Hôm qua cháu con nhà anh Tính nó khóc ầm ở phiên tòa này, thương tâm lắm anh ạ. Gọi bố ơi, tôi cũng khóc, tôi cũng gọi là tôi cũng bảo rằng là các người đem chồng con chúng tôi ra mà thưởng 6 năm tù, các người không biết hổ thẹn hay sao mà các người tàn nhẫn, các người dã man như thế, các người không mang những cái vụ án tham nhũng ra để mà xử trước công luận, mà chồng tôi nói Trường Sa Hoàng Sa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải cho Việt Nam là có tội à, là phản động à, thì nói của Trung Quốc thì không phản động hay sao? Vừa rồi là bà Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một trong 6 nhà dân chủ bị án tù nặng nhất trong phiên xử phúc thẩm vừa rồi ở Hải Phòng. Thưa quý vị, chúng tôi liên lạc với luật sư bào chữa trong vụ này, luật sư Trần Vũ Hải, và được ông cho biết thêm. Tôi là luật sư bào chữa cho cả hai bị cáo là Nguyễn Văn Túc và Ngô Quỳnh. Trước đó thì có gia đình ba bị cáo nữa cũng nhờ tôi, nhưng mà sau đó thì họ đã từ chối. Thế thì về phiên tòa phúc thẩm này, sao tôi cũng không có gì đáng nói cả. Bởi vì có thể nói thế này là các bị cáo cố gắng tìm các tình tiết giảm nhẹ để giảm trách nhiệm hình sự của mình, cố gắng đã như vậy. Bởi vì họ cũng thấu hiểu rằng về đấu tranh vô tội là một việc bất khả thi trong thực tế hiện nay. Họ đã cố gắng như vậy và chúng tôi là các luật sư cũng cố gắng hết mức như vậy. Nhưng mặc dù có sự trình bày thiện chí từ chúng tôi cũng như từ các bị cáo, nhưng tòa án bác ra kháng cáo mà theo chúng tôi nó không thấu đáo. Phiên tòa dự kiến chắc từ 2 ngày nhưng cùng ngắn gọn trong vòng hơn nửa buổi một chút. Thưa luật sư, phiên phúc thẩm Hải Phòng vẫn duy trì những bản án nặng đối với 6 nhà dân chủ vừa nói đó. Ngay sau khi 4 nhà dân chủ khác ở Sài Gòn, kể cả luật sư Lê Công Định đó, cũng nhận lãnh những bản án nặng nề chỉ vì họ đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Và trước đó 2 ngày, phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội cũng giữ y án đối với 3 người có tâm huyết với đất nước là nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà giáo Vũ Hùng và ông Phạm Văn Trội. Thưa luật sư, thì luật sư nhận xét gì về hành động xem chừng như ngày càng nặng tay của nhà cầm quyền đối với những người bất đồng chính kiến ở trong nước không?
Chúng tôi nghĩ rằng các cơ quan pháp luật của Việt Nam chắc chắn được sự chỉ đạo, được sự đảng và tỏ ra thái độ quyết tâm và xử lý các vấn đề những người mà có ý định nào đó để chống lại cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với bất kỳ lý do gì, bất kể con người gì. Thì tôi nghĩ đây là một cái để họ khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là giữ lãnh đạo duy nhất và không cho phép bất kỳ một cái trào lưu chính trị nào tồn tại ở Việt Nam. Họ quyết tâm như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là tất cả những người đang hoạt động ở Việt Nam cần phải nhìn thực tế đó. Và tôi cũng nói thêm rằng có thể họ cũng tính toán dư luận quốc tế vân vân về vấn đề này, cho rằng họ có quyền không bị sức ép từ phía quốc tế, họ không cần như vậy. Tôi cũng đặt giả thiết là như vậy. Trước đây một cái vụ tôi tham dự ấy, dưới sức ép nào đó họ cũng tìm cách có thể giảm nhẹ, thậm chí có thể thả tại phiên tòa những đối tượng mà họ xét xử với tội danh tương tự hoặc gần tương tự như mấy vụ vừa qua. Nên tôi nghĩ là cái đấy đặt dưới dạng đặt dưới nhiều chiêu. Nên tôi nghĩ là đây là một cái câu chuyện nhà nước cũng đang quyết tâm, Đảng và Việt Nam đang quyết tâm xử lý những thành phần họ cho rằng có trào lưu chính trị chống lại sự lãnh đạo. Nhưng mà theo luật sư thì quyết tâm đàn áp đó của giới cầm quyền Việt Nam có thể ra sao ạ? Quyết tâm đó có hiệu quả hay không và có tác động thuận hay là tác động nghịch hay không thì còn phải chờ đợi, bởi vì xã hội Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi cách cơ bản. Phần lớn thanh niên trí thức họ đã có cách tiếp cận khác, không chỉ qua thông tin báo chí mà lên trên internet với cái cách tiếp cận mới. Tôi nghĩ là họ cũng có những suy nghĩ độc lập, nhưng qua những vụ trên họ sẽ có những kinh nghiệm nhất định. Họ có suy nghĩ độc lập, họ cũng thể hiện và họ có suy nghĩ và càng ngày họ cũng càng độc lập trên. Tất cả những người đó bây giờ họ không thể hiện trực tiếp trên báo chí nữa, nhưng mà họ có cách thể hiện khác, và cũng ngay cả trên internet họ cũng có một cái cách thể hiện họ khác đi, nhưng mà không có nghĩa là họ đã thay đổi. Nếu mà nhìn gần đây cái đời sống blog gần đây thì chúng ta thấy rõ điều đó, tức là họ đã cẩn trọng cân nhắc nhưng không có nghĩa là thay đổi. Vừa rồi là luật sư Trần Vũ Hải, trụ sở tại Hà Nội.